Wow, và chúng ta có gì đây các bạn, rất là nhiều những chiếc xe đã bị mũi ngòn đá ngăn chặn các bạn. Giờ mình sẽ trợ giúp những chiếc xe này nha các bạn. Wow, mình sẽ trợ giúp những chiếc xe này tham gia lại cuộc đua các bạn. Wow, đây, cho nhìn lại xuống đây thôi. Wow. Đấy, và đây chúng ta có về đây quá trời những chiếc xe của vũ trụ xe hơi luôn các bạn. Wow. Và mình sẽ cho nó chạy trên cái con dốc 7 màu này luôn các bạn. Đấy, đào xuống thẳng dưới nước luôn. Xịn chưa kìa. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu với chiếc xe màu xanh, đây là Maxwell. Đấy. Wow, chiếc xe lao xuống các bạn, rất là lẹ luôn không? Và đây là gì đây? Đây là lo đây các bạn. Đấy, ở đây mình có cặp lo này đó. Wow, chiếc xe lao xuống dốc luôn. Tiếp theo là gì đây? Fillmore của 95 Bruiser team các bạn, người fan 1 của Lightning McQueen nha. Wow. Ở đây mình có cả Stormwater đây các bạn. Một chiếc xe đời mới 2.0 nha. Chiếc xe đã dừng lại đấy các bạn, trợ giúp thôi. Wow, lao xuống dưới nước luôn, quá xịn luôn kìa. Đấy, và ở đây mình có gì đây? Wow, cũng là chàng điệp viên Maxwell nhưng mà lần này có màu xanh lá cây. Wow, lao xuống đập mặt dưới nước luôn, quá ngầu luôn kìa. Đấy, tiếp theo mình có Lightning McQueen nãy giờ này khá là nhiệt cục Boston luôn các bạn. Đó, đây là số 95 đối với team. Wow, ngầu chưa kìa. Chiếc hit của Hot Seat Overbang các bạn, số 86 nha. Wow, nhìn đã chưa kìa. Và đây mình có cái số 43 của đội chuyên Dinoco này. Wow, chà, lao xuống rất là nhanh nha. Đấy, và đây chúng ta có gì đây? Đây là Tarmator. Wow, chiếc Tarmator lâu kia luôn kìa các bạn, ngầu chưa kìa. Đấy, được Dinoco số 51 các bạn, màu vàng. Đấy. Wow, chiếc xe lao xuống một cách rất là nhanh nhẹn luôn kìa không? Đấy, chưa kịp nhìn luôn đó nha. Đấy, và tiếp theo mình cái gì đây? Lizzie. Ui trời, lầu cực kỳ lạ luôn kìa. Và đây là Francesco của Ý. Xe bít tayo. Wow, xe bít tayo nó nổi luôn kìa các bạn, hay chưa? Đấy, ở đây mình có curse đây các bạn. Lightning McQueen thuộc team của Lightning McQueen. Wow, và đây là những chiếc xe luôn các bạn. Đấy, chà. Giờ mình sẽ để lại như cũ ha. Đấy, cái kìa, quá trời những chiếc xe dính vô nước luôn. Ui, sạc quay đầu lại nè. Ngầu vậy. Đấy. Wow, chúng ta đã có đầy đủ những chiếc xe trở lại rồi các bạn. Đấy, chào quá trời những chiếc xe rồi các bạn. Nếu thích video đừng quên là subscribe với mình các bạn. Bye bye.